Hello, chào tất cả em trong bên thường mình. Chủ đề của video ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ nói về những chai nước hoa có một đặc điểm chung. Với cá nhân của mình ấy, có một đặc điểm chung đó là nó rất là thơm, nó rất là thu hút và đại khái là khả năng ghi điểm là rất là triển vọng. Thế nhưng chỉ hoặc là đó thì nó đã bay đi không biết là ở đâu rồi. Đại khái là chúng ta xịt xong chỉ một lúc sau là không ngửi thấy mùi nữa rồi. Nói tóm lại đó là hiệu năng mùi đều khá là ý ạ. Đó, video của mình ngày hôm nay mình sẽ nói qua một vài chai có bị tình trạng như thế. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình một vài sản phẩm Pool Not Chết. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Top những chai nước hoa mùi rất là ok, mùi rất là thơm. Thế nhưng hiệu năng mùi của nó thì rất là kém. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà New York. Nó có tên là New York Coach. Đây là mùi hương có cái nét tương đồng với Dior Sauvage với YSL YEDP. Ở một phương diện đấy, khi mình xịt chai nước hoa này thì mình cảm thấy nó có một cái khía cạnh ở đấy nó thú vị hơn, bởi vì mùi hương của nó có cái sự trừng mực hơn. Nó không sắc và nó không bùng kiểu như dạng kiểu bùng nổ giống như là YSL hoặc là Dior Sauvage. Chai nước hoa này nó có tính kiềm chế hơn, rất là mình nghĩ rằng nó hợp trong office nhất so với hai chai kia. Thế nhưng khá đáng tiếc là cái hiệu năng mùi chai nước hoa này không biết là trên da mình hay là với mọi người đều như thế. Thế nhưng chai nước hoa này mình nghĩ rằng hiệu năng mùi chỉ được tầm khoảng 3-4 tiếng thì mình cho rằng với cái mức độ bám mùi như thế thì cũng gọi là khá là kém. Do vậy chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là New York Coach. Mặc dù mùi hương của nó thì không tệ, thế nhưng hiệu năng mùi thì lại là một cái câu chuyện khác. Ở vị trí số 2 đó là Prada Amber Pour Homme. Chai nước hoa này có một cái tông mùi phải gọi là rất ít bị đụng hàng. Mặc dù nó là một dạng Shopee giống như kiểu khi mà chúng ta vừa mới ở trong bồn tắm bước ra, thế nhưng mùi hương này của nó rất là độc đáo, mượt và gần như cái tỷ lệ bị đụng hàng cũng không phải là nhiều. Có một điều rất là đáng tiếc, giống như kiểu Jeremy thường hay so sánh nó với cái mùi hương khi mà chúng ta bước vào những cái phòng khách sạn đắt đỏ ấy. Cái mùi hương của chăn ga của trong phòng thì anh ta đã so sánh nó với giống như là Prada Amber Pour Homme. Mình thì mình chưa có dịp vào những cái khách sạn đắt đỏ, thế nên là không biết đó. Thì nhưng mà có một cái là mình thấy là nó không bị đụng với quá nhiều mùi, và điều đáng tiếc là hiệu năng mùi của chai nước hoa này cũng không phải là quá là xuất sắc. Mình nghĩ rằng do một phần là có cái điều kiện thời tiết ở Việt Nam này nó bụi là một và nó quá nóng, cho nên là với một cái mùi hương nhẹ nhàng Shopee giống như Prada Amber Pour Homme nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy là cái điều khá là đáng tiếc. Chai nước hoa thứ ba đó là CH Men. Đây là một mùi hương rất là độc đáo. Trong phân khúc designer thì không nhiều chai nước hoa có cái tông mùi như thế này. Với khi mà xịt, mới bắt đầu xịt thì một mùi hương của cỏ đó, sau đó là có một chút da thuộc, nói chung rất là độc đáo. Và cái hiệu năng mùi của nó cũng rất là độc đáo. Mình nghĩ rằng thì khoảng tầm từ 2 tiếng là đã có bắt đầu gần như là bay màu đó. Thì sử dụng chai nước hoa này sẽ cần phải thêm một ống chiết để đi kèm, bởi vì nếu không sau 2 giờ đồng hồ chúng ta sẽ rất khó để có thể thấy mùi hương này còn tồn tại. Mặc dù chúng ta có thể xịt chụp phát thì cũng không cải thiện được nhiều. Rất là đáng tiếc. Mùi hương rất là ok, rất là độc đáo, thế nhưng hiệu năng mùi thì là một cái câu chuyện rất là buồn. CH Men. Thứ tư đó là bộ đôi của nhà Creed. Creed Nery Sauvage và Creed Aventus. Aventus thì mình không có trải đây, cho nên là mình chỉ nói tên thôi. Creed Nery Sauvage, một cái mùi hương kết hợp giữa hoa Nery và một chút long diên hương,
rất rất là thơm, nhẹ nhàng, quyến rũ. Mình thật sự mình rất là thích cái mùi hương này, thế nhưng cái hiệu năng mùi của nó thì nó chỉ làm cho mình muốn phạt cái chai ra ngoài đi. Nhưng mà nghĩ đến tiền đã bỏ ra thì thôi, cố dằn lòng lại. Chứ còn thực sự mình rất là thất vọng với cái hiệu năng mùi của chai nước hoa này. Và chai nước hoa thứ hai đó là Creed Aventus. Chúng ta đã nghe rất rất nhiều những lời oan thán của các anh em khi mà mua những chai nước hoa hiện tại, những cái batch hiện tại của Creed Aventus. Và mình nghĩ rằng là chúng ta phải chấp nhận cái điều đấy. Do vậy ở vị trí số 4 đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Creed, Neri Sauvage và Creed Aventus đó. Số 5 đó là Roja Elysium. Mặc dù cái giá bỏ ra để sở hữu chai nước hoa này rất là đắt đỏ, thế nhưng mà cái hiệu năng mùi của nó thì đôi khi nó còn kém hơn những cái chai nước hoa tầm 1 triệu đổ về. Thực sự là như thế. Chỉ được tầm khoảng 4 tiếng là lúc đấy chúng ta chỉ cảm thấy thoang thoảng bám trên da. Và thực sự mà nói thì phải là một dư giả về tài chính thì hãng nên mua chai nước hoa này. Đây là cái ý kiến của mình về mùi hương của về sản phẩm này của nhà Roja. Tiếp theo nữa đó là Polo Double Black. Mình thực sự rất là thích cái mùi hương của chai nước hoa này. Và cá nhân mình đánh giá đây là một trong sản phẩm tốt nhất của nhà Polo, với sự kết hợp giữa xoài này, một chút tiêu, một cái mùi hương không đụng hàng đó. Chúng ta đều biết là xoài thì không phải là một cái nốt mà được quá nhiều những nhà nước hoa sử dụng. Và chai nước hoa này thì mà chúng ta buổi tối ấy, chúng ta xịt và đi ngoài đường thì nó rất là thích hợp. Mùi hương này rất là thích hợp trong sử dụng trong buổi tối. Nhưng có lẽ là mình nghĩ rằng bởi vì nhà Polo này nó hướng đến là dùng vào buổi tối hay sao ấy, cái hiệu năng mùi nó cũng ngắn ngủi như cái buổi tối vậy. Nó chỉ khoảng tầm 3 đến 4 tiếng là đã, nói chung là không cảm nhận được rõ rệt cái mùi hương của Polo Double Black, mặc dù nó rất là thơm. Nói chung là mình, nếu mà có thể thì mình rất là muốn là chai này nó tăng thêm hiệu năng của mùi, có thể sử dụng được ban ngày nó thì rất là tốt. Nhưng mà mình nghĩ rằng rất là khó bởi vì chai nước hoa này ra mắt từ lâu rồi. Đó, Polo Double Black. Nữa đó là Lacoste L'Homme. Ngắn gọn về chai nước hoa này, nếu như kênh em nào yêu thích mùi hương của The One EDP đó, chúng ta cái này chúng ta đang bị dịch vã rất là đói kém, thì Lacoste L'Homme là cái sự thay thế cho chúng ta với cái mức giá nó thấp hơn và mùi hương nó cũng giống như The One. Thì chúng ta đều đã biết là The One, kể cả nói về cái phiên bản gốc đi, thì hiệu năng mùi cũng chưa bao giờ được đánh giá là cao, thì đừng nói gì là những cái chai nước hoa có cái nét tương đồng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó bỏ ra vào ống chết ấy, mang đi cùng để xịt dặm, thì mình nghĩ rằng chúng ta có thể khắc phục được cái vấn đề này. Nó nói tóm lại đó là nếu như anh em nào tài chính hạn chế, và cái thứ hai chúng ta yêu thích The One EDP, thì Lacoste L'Homme là cái sự lựa chọn cho các anh em. Nữa đó là John Varvatos Artisan Blue. Mùi hương của biển cả, mùi hương của, nói chung là nói thế nào nhỉ, rất là mát mẻ, rất là dễ chịu khi mà ngửi chai nước hoa này. Thế nhưng mà có thể là do nó mát mẻ, nó dễ chịu cho nên là cái hiệu năng mùi cũng không phải là quá là tốt. Và cái nữa là dùng ở môi trường Việt Nam mình ấy, nắng nóng nó oi nồng hơn so với ở bển. Thì có nghĩa là chỉ vài cú vả, gió oi oi ả thôi. Và ngày hè thì mình chai nước hoa này không chịu được, mặc dù mùi hương của nó rất là tốt, rất là ok. Thế nhưng hiệu năng mùi thì lại là một cái câu chuyện trái ngược. Và cuối cùng, đây là chai nước hoa có thể gọi là rất là hay của nhà Mugler, Thierry Mugler Cologne. Và ở chai nước hoa này chúng ta có thể xịt bao nhiêu lần cũng được, bao nhiêu phát cũng được. Thế nhưng có một điểm chung là vòng đời của nó rất là ngắn. Mình nghĩ rằng nó chỉ rơi vào tầm khoảng 2 tiếng thôi là bay đâu hết rồi. Và nói chung
cũng là một cái nhược điểm rất là lớn khi mà chúng ta ai có ý định sở hữu trái nước hoa này. Mùi thì rất là sạch sẽ, thế nhưng hiệu năng mùi thì rất là chán chường, tuyệt vọng đó. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến cho các anh em những chai nước hoa có một cái đặc điểm chung, nó rất là xinh gái, nó rất là thu hút, thế nhưng nhan sắc thì lại không duy trì được lâu, hiệu năng mùi nói chung là không được tốt cho lắm. Thì mình hy vọng rằng nếu như các anh em ai có ý định sở hữu một trong chai nước hoa ở trên thì chúng ta cũng nên xác định trước là sử dụng kèm thêm ống chiết để có thể đảm bảo được hiệu năng của mùi. Video của mình đến đây là hết rồi, mình rất cảm ơn các anh em đã xem và hãy like và share để những mọi người cảm thấy video có giá trị. Và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.